Ok, xin chào các bác. Thì đây này con Bphone B86S nhé. Thì con này á, nhiều bác bảo là không nên mua nó để chơi game. Tại vì cái CPU của nó là cái chip 675 ấy, nó khá là yếu. Thì hôm nay em sẽ thử chơi game trên con này xem thế nào nhé. Thì đây là các bác có thể thấy pin nó đang là 56% này, dùng 4G thôi nhá, dùng 4G này rồi. Và cái nhiệt độ hiện tại bây giờ đang là pin là 37 độ này, CPU là 48,7 này, rồi độ sáng là tầm 50% nhá. Rồi bây giờ mình sẽ thử chơi game Liên Quân xem nó thế nào nhé. Rồi đây cái game Liên Quân thì cấu hình ấy, em đang để như này, đây các bác có thể thấy không, FPS cao rồi nhá, bật cao rồi, nói chung là bật max rồi đấy. Được rồi, thử chơi xem. Rồi cái trò này em chơi rất là gà, cho nên các bác nào xem thì thông cảm nhé. Ở đây nó cũng khá là ồn, có thể các bác nghe không được rõ cho lắm. Pin là 56% nhé thôi nhé. Thôi là chọn con heo của mình rồi, mình rồi kệ nó đi, chơi cái trò ông nào được, mình chẳng biết chơi cái thằng nào cả, rồi chơi cái thằng bố này đi. Các bác cố gắng chờ tí nhá. Pin này, pin đã tụt xuống 55% rồi, đầu là 56 nhá. Đã bật game mode rồi nhá. Cái ở Bphone ấy nó có cái hay là khi mà các bác vào chơi game thì những cái phím điều hướng ấy nó sẽ không còn nữa đâu. Đây này. Đấy, nó chỉ có một chỗ duy nhất để các bác điều chỉnh là chỗ này thôi. Các bác vuốt ra để mà thấy được những cái thao tác ở đây thôi. Đó. Chỗ này nhá. Ở chỗ này này. Đó. Còn lại toàn bộ trên màn hình ấy các bác sẽ chỉ vuốt xuống này thôi, nhưng mà cái này không sợ, cái này không sợ đấy. Còn những cái này thì không có gì. Đó, vuốt chỗ này ra thì mới về mà chỉnh chính được nhá. Rồi ok. Khá là nóng các bạn, khi mà con Bphone này nó sẽ nóng chủ yếu ở cái phần này này, phần gần cụm camera này. Rồi vào rất là nóng luôn. Mình đang nói là mình đang chơi ở trong một cái môi trường là không phải là trong phòng điều hòa nhé. Mình đang chơi ở ngoài, gần như ngoài trời ấy. Nhiệt độ ở đây nó đang tầm, nhiệt độ ngoài trời nó tầm khoảng 35 độ, 36 độ đấy. Không phải trong, đây là không phải trong phòng điều hòa nhé. Cho nên cái máy nó sẽ rất là nóng. Để xem khi mà nóng như thế thì nó có vấn đề gì không. Rồi lâu thế. Rồi vào rồi. Ok, chạy đi. Rồi. Nhắc lại các bác là mình chơi trò này rất là gà, cho nên các bác thông cảm nhé. Ôi, máy đang nóng lên rất là nhanh các bác ạ. FPS này vẫn đang là 59-60 nhé. Xem nó có tụt không. Mình không quen chơi con lưỡi bố này đâu, con giờ hơi này chả chưa chơi bao giờ hay sao. Chết rồi.
thôi. Về thôi. Chơi cái trò này lâu quá các bạn, nó mất thời gian quá. Chơi một trận tầm khoảng 10-15 phút rất là lâu. Có trận đến 20 phút. Đây à, chơi cái đông quá. Đứng đây cho nó hết giờ rồi chứ. Di chuyển combo đâu. Phát xem thế nào. Chắc có các nhìn em chơi chắc là chán lắm nhỉ. Chết mẹ rồi. Chết rồi. Chơi cái lưỡi bố này mình không quen, không biết chơi con này. Cái FPS của nó vẫn đang giữ được tầm 5960 nhé. Thấy máy khá là nóng rồi nhưng mà vẫn chưa thấy giảm. May quá có đồng đội đến cứu, không thì chết rồi. Ở trong cái con Bphone B86 này nó có cái chế độ quay màn hình ấy, nhưng mà mình sẽ không dùng. Tại vì mình dùng cái đấy sợ là nó sẽ ảnh hưởng đến máy luôn đấy. Có chơi không ạ? Đấy, số đến 53% rồi, lúc đầu tiên là 56 nhé. Thank you.
chơi cái này lâu quá các bạn. Thế thôi các bác, bác nào mà quan tâm đến việc chơi game của con này thì cố gắng xem thôi. Còn ông nào không liên quan đến game thì có thể bỏ qua cái clip này luôn. Cái game ấy là phải ngồi vào chỗ như chỗ nóng nóng tí, chứ ngồi trong điều hòa thì nó không giải quyết được gì đâu, không biết được nó như thế nào đâu. Chết đi, chết mình rồi. Chú đó đâu quá. Chạy không kịp, đánh luôn. À, chơi mình đã chết 3 mạng rồi. Các bác thấy đấy, cái FPS nó vẫn không thấy tụt. Mặc dù cái phần camera này rất là nóng rồi. Cái con này thì mỗi khi nó bị xoay màn hình ấy, nó xoay lại khá là lâu các bạn, nó không được nhạy cho lắm. Đấy, mặt nó không dày. À, nói thêm nữa là khi mà chơi game này hoặc là chơi cái gì mà toàn màn hình ấy, các bác muốn điều chỉnh âm lượng thì các bác vuốt cái này cho nhanh này, vuốt cái phím vân tay này vuốt lên này. Nhưng mà cái nó vuốt đấy, nhưng mà được cái là nó nhiều khi nó không ăn mấy, có nghĩa là cái vuốt tăng giảm lượng bằng cái phím vân tay này nhiều khi nó không được ổn cho lắm, nó không được nhạy cho lắm, vuốt mấy lần nó mới được. Đánh mãi mà chưa mở được cái cường hóa này nhỉ? Mình cũng không hiểu mấy đâu. Đánh đại đi. Cái game là chính mà các bác. Ui, nó đông lắm. Không biết là thế nào luôn. Tụi mình đông phết đây. Vì mà lại chết luôn các bạn. Rồi, chúng tôi chờ đây. Sẽ 51% rồi, từ 56 xuống 51 rồi. Mất 5% rồi. Chơi cái này được tầm 11 phút rồi. Mình đang ngồi đây mà người tắt mồ hôi luôn các bạn. Còn máy thì rất là nóng. Tí nữa mình sẽ so xem cái nhiệt độ CPU xem thế nào. Ở đấy mình quá hết mình quá bọn nó chết rồi, mình quá xong cái ván này rồi. Rồi ok, cái trò này thì mình thấy đồ họa nó cũng ở mức bình thường thôi, chứ nó chưa phải là cái game nặng đâu. Tí mình sẽ chơi một game nặng hơn xem thế nào.
Ok, về đi. Đấy thì mình vừa chơi cái một ván đấy tầm 11 phút nhé. Thì mình xem cái về màn hình chính này. Đó, trước tiên là xem cái nhiệt độ này. Bác có thể thấy này. Đây, nhiệt độ của pin nó lên đến 41 độ này, nhiệt độ CPU lên đến gần 60 độ này, 59,3 độ này. Đó, các bác có thể thấy chưa? Đó. Bây giờ mà chơi thêm một cái game nặng nữa thì có thể là còn nó sẽ ghê gớm hơn. Thôi nhưng mà không sao kệ đó. Bây giờ là còn 50% pin nữa nhá. Có nghĩa là chơi một trận tầm 11 phút nó sẽ giảm pin từ 56 xuống đến còn 50, có nghĩa là mất tầm 6%. Đó, bây giờ mới thử chơi một trận Call of Duty nó xem thế nào nhé. Cái nhiệt độ CPU vẫn đang là khá là lớn. À, nó giảm xuống nhiều rồi này. Nó giảm xuống nhiều rồi. Chơi xong thì rất là món nóng nhưng bây giờ giảm xuống đỡ rồi. Đó, mình sẽ chơi một trận này nữa. Từ 50% pin nhé. Ôi, ngồi tê chân quá các bạn. Ok. Các bạn nào mà đam mê về game, muốn tìm hiểu về game thì cái clip này sẽ có thể giúp ích được các bác một điều gì đó. Còn các bạn nào mà không chơi game thì có thể là bỏ qua clip này đi. À, tại vì em cũng không không có tua đâu. Kệ thôi, cứ chơi để thế chơi thôi. Chơi bằng 4G nha các bác nhé. Đây này, các bác có thể thấy này, 4G này. Đâu rồi? Đấy, 4G này. Còn lâu thế. Chờ này, kinh nghiệm vào lâu thế. Rồi, vào rồi. Mình cũng chơi cái trò này rất là ngu, dẫn đến là mình phải để đây, mình sẽ cho các bác xem setting của nó là như nào. Đây này, bắn mình phải để tự động này, không mình cũng chẳng bắn được đó. Cú hình đây, mình sẽ để rất cao hết rồi nhá, những cái liên quan đến cú hình bật hết rồi, max setting rồi, sinh động luôn rồi. Rồi ok, mình sẽ chơi một ván cái này xem thế nào. Đang nhiên pin nó từ 50 nhé, đã xuống 49 rồi này. Cái game này ấy, mình thấy là cái đồ họa của nó còn mạnh hơn, quyền nặng hơn cái game Liên Quân nhá. Cho nên là cái game này có thể là máy nó sẽ nóng hơn. Chưa đi mà nhỉ? Đi chưa? Đi rồi à? Chạy rồi á? Sao tự nhiên đã 13-3 rồi? Mình cũng không hiểu. Nó bắn được cái nào đâu? Cái trò này nó kiểu gì nha. Cái này tự nhiên đã 13, 14, 4 này mình chẳng hiểu nó như thế nào. Không hiểu luôn đấy. Thôi kệ nó đi, đi chơi đi. Chắc là lỗi game gì đó thôi, tự nhiên vào cái đã bắn luôn là đã bị chết bao nhiêu mạng rồi là xem nào. Thôi kệ nó đi, tách game thôi mà, game mà lỗi kệ nó đi. Sao bắn mà mãi không chết vậy? Rồi không sao, kệ nó đi. Mình đã không hiểu là tự nhiên game nó đang bị lỗi gì đó. Rồi, chơi tiếp, chơi tiếp.
đâu. Chết rồi. Rồi sắp 50 mạng rồi, sắp thua rồi. Ôi cái game này chơi nóng máy lắm các bạn, nóng hơn cái game Liên Quân kia nhiều luôn, máy nóng ran luôn đấy. Xôi ông chạy ngược. À, mình bắn được mấy thằng đấy chứ? À, mình thắng à? Đội mình thắng à? Mày không biết được. Tự nhiên mình thấy đội mình thắng rồi. Thôi kệ nó đi. Dạ. Ây da. Bây giờ là ok. Mình vừa chơi nó kiểu gì các bạn. Thôi kệ nó. Bây giờ mình sẽ xem cái nhiệt độ đang như thế nào. Lâu thế. Rồi quay về nào. Quay về chỗ nào này. Rồi mình sẽ quay về xem nhiệt độ nó đang như thế nào nhé. Đây các bác có thể thấy đây, à, nhiệt độ nó không lên nhiều. Đây tầm 51-52 độ thôi, nhưng mà mình cảm giác cái phần cạnh camera này này nó rất là nóng luôn. Cái phần dưới đuôi này thì nó không nóng mấy, nhưng mà cái phần camera rất là nóng. Còn cái nhiệt độ pin này, à cái pin này thì từ 50 xuống đến 46, mất 4%. Thì cái chất vừa rồi chỉ khoảng tầm 5-7 phút thôi, 5 đến 7 phút thôi. Đó, đấy là hai game mà mình test cho các bác nhé. Mình cũng chả biết chơi mấy cái game này đâu. Thì test để cho các bác biết là cái như mình đang cảm nhận thấy ấy, thì là cái con Bphone này ấy, chơi game thì cũng không đến nỗi tệ quá đâu. Có nghĩa mình cảm giác là nó rất là nóng, cái phần này rất là nóng này. Nhưng mà chơi game mình thấy là như game Liên Quân thì cũng không thấy tụt FPS mấy đâu. Chơi Call of Duty thấy cũng không giật gì đâu. Có nghĩa là mặc dù ở đây nhiệt độ nó cũng khá là cao, nó tầm khoảng 30 đến 35 độ đấy. Nó cũng không phải nóng quá, nhưng mà chỗ này nhiệt độ nó cũng không phải là mát, không phải trong phòng điều hòa nhé. Đấy thì cái này là cái phần này nó rất là nóng nhé. Nhưng mà mình cảm giác là chơi game cũng có vẻ ổn, không đến nỗi tệ lắm. Và pin nó cũng không xuống quá nhiều. Đấy, từ nãy giờ mình chơi như clip thì mình quay là từ được khoảng 20 đến 24 phút rồi, thì nó từ 56 xuống đến 46 thì có nghĩa là nó lấy khoảng 10% pin. Đấy, tầm 20 phút chơi game. Đó, ok. Đây là cái clip chơi game cho các bạn nào muốn xem cái khả năng chơi game của nó như nào nhé. Thì game cái thứ em cũng không chuyên nghiệp đâu, không chơi ngon lành đâu. Thì qua hai game đấy thì các bạn có thể nhận ra cái điều gì đó thì từ các bác nhé. Rồi ok, cảm ơn các bác đã theo dõi.